up! Nhưng mà giờ em đánh nào vậy? Đấy, đánh nào vậy? Cái này xéo này. Lên mặt mình đỡ. Đây là bộ cái nhỏ đá chạy như vậy nè. Nó đúng như người nào đánh thì nó đỡ. Bây giờ lại nữa. Bây giờ lại hai lần mình không biết. Đó, đừng đỡ. Đưa tay nó quơ quơ thì lúc đó nó chậu luôn. Lúc đó mình đồ được bè. Lúc đó đang nằm cái này, mình đồ được bè bởi vì sao? Tay của mình nó hoài rồi, mình bây giờ mình phải vô nè. Thì đó đấy, về. Đó, còn thôi là có thể hai tay cứ thế mà. Cứ vậy mình làm luôn. À, bây giờ mình nó sửa lại. Nè, đúng. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, tốt rồi đó. Còn lại thân. Được rồi, để cứng lên. Cao quá, hay cao quá. Đừng đẩy mặt luôn. Được chưa? Rồi. Vô sâu chút thôi. Đúng rồi, vô sâu chút. Thấy không? Bởi vì nó sẽ bị gì này, điểm gãy. Điểm gãy này. Em nhắc vô cái, em nhắc vô cái, anh nhích lên, thì em đá cái, chứ mày lên, là nó trúng ngay cái này.